Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winner 1/10 kênh mời người xem có cái dàn chân mới trông rất là gọn gàng. Và như thường lệ, hôm nay mình đem đến cho các bạn một cái phiên bản sơ đồ vô cùng hấp dẫn. Nhân vật chính chúng ta sẽ nói đây là cái chiếc Winner 10 mang cái màu sắc đỏ nguyên bản từ nhà Honda, nhưng lại thiết kế cái đầu chân với cái bộ mâm và chi tiết ống xả theo đúng phong cách từ dân chơi. Tận dụng khoảng trống ở vị trí bắt cái kèn xe, người chủ của chiếc Winner này đã tùy chỉnh lại để lắp cái đèn trợ sáng L4 nhằm hỗ trợ ánh sáng tốt cho xe di chuyển trong đêm. Bên cạnh còn có phần khung phụ ở khoảng số trước làm bằng nhựa Indo, được anh em chơi Winner rất ưa dụng. Tiếp đến là cái chi tiết ống xả được người chủ lấy từ cái sản phẩm của Retail kết hợp cùng chiếc cổ bộ Titan, đem lại ngoại hình là gọn gàng, sáng bóng chỉnh xe. Cấu tạo bên trong của bồn cũng đem lại chất lực máy thoáng hơn, mạnh mẽ hơn, trầm ấm hơn cho các bản đồ này. Kế đến là chi tiết cái phần giảm tốc sau, người chủ tin tưởng lựa chọn cái dòng sản phẩm của Retail phiên bản đi cùng với bình dầu rời và hai cái đấm chỉnh được tích hợp ở phần chân và đỉnh bình dầu, giúp cho xe dễ dàng thao tác trong việc tăng chỉnh hiệu năng vận hành của bồn. Nói về cái dàn chân, các bạn thấy được cái bộ mâm nguyên bản đã bị bỏ đi và thay thế đó là cái cặp Racing Boy 8 cây phiên bản hai đĩa trước và sau cho cái chiếc Exeter 155 số, được giới lệch rất nhiều từ cái ống chỉ cụ đĩa đến phần đĩa trước và sau, cũng như kê thêm các lòng CNC. Xung quanh chiếc xe được bao phủ gần như là full Okinam, ước tính giá trị này phải hơn 2,5 triệu đồng mới có thể full hết cái chiếc Winner này. Sacha 1/10 đột ngất ngay với cái dàn ghi đông bạc chịu, dẫn đầu cái sức mạnh ở phân khúc là Hybrid Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 1/10 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích chọn kiển, và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp không chỉ đẹp, độc, đỉnh, mà cái chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lượt bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp, và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong cái chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày, như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa để tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc titan thường lựa chọn những cái tông màu xanh, tím, vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản trên chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, phát rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây chịu lực matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn nắp đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino, được anh em chơi xe kỹ hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng, nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với cốt combo miễn dịch của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe xin không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục Holin và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cây bô tăng STB được họ nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng, và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh canh trên chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F1/10 2.9 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động thêm từng màu sắc và chu gồm thế ra biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và tiếp nhớ like, share, subscribe.